Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 1: Sông nuôi xác 1. Thái Lan nổi tiếng thế giới nhờ ngành du lịch phát triển sôi động, nền văn hóa đậm chất Phật giáo, phong tục tập quán đặc sắc. Bên cạnh đó, các loại bùa ngải ma thuật cũng nổi tiếng không kém, bởi thế đã thu hút đông đảo khách ngoại quốc đến với vùng đất này. Thế nhưng, du khách không thể ngờ rằng, ngay khi đặt những bước chân đầu tiên lên xứ sở huyền bí này, ma lực của cổ thuật đã có thể ngấm ngầm gieo rắc vào cơ thể. Xuống máy bay rồi, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc rùng rợn vừa mới xảy ra bởi vì tất cả đều quá chân thực, chân thực tới mức cứ nghĩ đến những hình phạt tàn khốc trong đó là tôi lại sờn hết gai ốc cộng thêm sự mất tích bí ẩn của cô gái lại càng khiến tôi không thể nào phân biệt được rằng đó chỉ là một giấc mơ hay là chuyện có thực dành dành trong thế giới này chính vì thế mà đầu óc tôi cứ hoang mang bấn loạn cho tới khi ra khỏi sân bay tôi mới định thân trở lại quyết chí vứt nó ra khỏi đầu cố gắng không nghĩ đến nó thôi cứ coi như là giấc mơ đi tôi vô thức nhìn vào vách kính bên cạnh trong đó phản chiếu bóng tôi lờ mờ sau lưng tôi người qua lại tấp nập với đủ loại sắc thái cảm xúc trên khuôn mặt, không một ai chú ý đến tôi. Bỗng dưng, tôi cảm thấy cô đơn vô hạn cứ như trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, tôi đang tàng hình và không ai nhìn thấy tôi hết. Cảm giác này bắt nguồn từ một bí mật của tôi, một bí mật mà tôi không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Tôi thở dài, xốc lại ba lô, lại hòa vào dòng người hối hả, bước đi vô định. Cánh diều ra người, xua chin, Thô cai vẫn cứ luẩn quẩn trước mắt tôi như những âm hồn không thể xua tan. Sao tôi lại gặp phải chuyện quái gở như thế nhỉ? Chẳng lẽ lại có liên quan đến bí mật mà tôi đang giấu kín? Tôi nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa kính, bầu trời đất Thái trong trẻo hơn hẳn bầu trời quê tôi. Lúc này đã cáp đêm khuya nhưng sắc trời vẫn xanh thăm thẳm như một viên đá sapphire trong vắt, nào đâu có bóng dáng của cánh diều ra người. Tôi lờ mờ dự cảm rằng kỳ học ở Thái sẽ không mấy thuận buồm xuôi gió nhưng đã tới đây rồi, kiểu gì cũng phải chấp nhận thôi. Tôi ngẩng đầu, tìm kiếm cửa ra của sân bay. Bangkok có hai sân bay, sân bay John Mường và sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Sân bay John Mường chỉ phục vụ các chuyến bay nội địa, đương nhiên là tôi đáp xuống sân bay Suvarnabhumi. Đáng ngại nhất là tới Bangkok đã hơn 11 giờ đêm rồi, nơi đất khách quê người lạ lẫm tiếng Anh không mấy lưu loát, ngộ nhỡ gọi taxi lại bị chặt chém mất toi 800, 1000 bét hoặc bị người ta trở tới nơi nào đó chuốc thuốc mê phẫu thuật thành ca sao thì đúng là gia quân chưa đánh đã toi, khiến cho anh kiệt lệ rơi dầm gì. Sao, người chuyển giới từ nam thành nữ? Thế là tôi theo kế hoạch đã vạch sẵn. Quyết định nghỉ lại ở sân bay đợi trời sáng sẽ bắt xe bus tuyến AI4 của sân bay tới thẳng ga tàu hô Lam Phong, Bangkok. Dọc đường còn có thể ngắm tượng đài chiến thắng. Đến nhà ga xong mua vé tàu, tôi sẽ đi tham quan khu vực hoàng cung cả ngày rồi đến tối đáp tàu hỏa đi Chiêng Mai sau. Vừa tiết kiệm thời gian, lại bớt được tiền thuê khách sạn. Có lẽ đường đi mệt mỏi quá nên tôi vừa lấy điện thoại ra chơi trò tempo Run được một chốc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình tỉnh giấc, đã thấy nắng tưng bừng bên ngoài, ngơ ngác mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở Thái Lan. Tôi vỗ đùi đánh đét, vội vàng chạy thục mạng tới ga tàu. Kết quả không cần nói cũng biết, tuy chưa tới giờ tàu chạy nhưng vé đã bán hết sạch rồi. Tôi tính toán thời gian đăng ký nhập học, thấy rằng nếu đợi chuyến tàu ngày mai thì lỡ việc mất nên đành dở bản đồ tìm bến xe khách đường dài, kịp bắt chuyến cuối cùng đi chiêng mai. Mua được vé rồi mới thấy vững tâm phần nào ở bến xe ăn nháo ăn nhào cho xong món cà ri cua kiểu thái nghe nói nổi tiếng lắm nhưng mà tôi lại chẳng thấy có gì đặc biệt mà chỉ thấy con cua có vị là lạ, chắc chẳng được tươi. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 1, Sông Nuôi Xác 2 1. Trong phòng chờ xe, nhìn các hàng khách túi lớn túi nhỏ chất chồng như núi, tôi chẳng trông đợi gì vào chất lượng dịch vụ của những chuyến xe khách đường dài vào buổi tối tưởng tượng ra cảnh nhồi nhét chật cứng ngột ngạt cộng thêm việc trên nóc xe không biết chừng còn chẳng buộc hàng đống hàng lý nhếch nhác như thuốc nổ khu xe tới tôi bật cười tự chế nhạo mình hóa ra là loại xe bus hai tầng hiện đại có nhiều người tây khoác ba lô đã ngồi sẵn bên trong điều hòa trên xe rất mạnh may mà nhà xe có phát chăn len sau khi yên vị tôi bắt đầu lơ đãng nhìn khắp xe có lẽ vì là chuyến xe cuối cùng lại chạy vào ban đêm nên cả xe chỉ có hơn chục người. Hình như tôi cảm thấy có cái gì đó không được hợp lý cho lắm nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được bèn thôi chẳng buồn nghĩ nữa. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp phát nước và đồ ăn cho mọi người, màn hình trên xe đang chiếu bộ phim thấy rõ tương lai do Nicola cách sắm vai chính. Hành khách còn được phục vụ cả cà phê nóng, đại loại là còn vượt xa cả tưởng tượng của tôi. Có lẽ đêm qua đã ngủ một giấc dài ở sân bay cũng có lẽ là do tác dụng của cà phê nên đầu óc tôi tỉnh như sáo không thể ngủ được. Trong phim, Nicola kết vào vai một thầy phù thủy có tài tiên tri. Bộ phim này tôi đã xem rồi, kết thúc rất kinh điển nên xem lậu vẫn thấy rất thú vị. Xe đã rời khỏi thành phố lúc nào không hay tiến vào đoạn đường núi hun hút. Tôi hơi ngạc nhiên vì trong các chương trình giới thiệu về du lịch đều có kèm theo bản đồ chi tiết nhưng hình như không có giới thiệu gì về đường núi cả. Có điều những chương trình này chỉ để tham khảo, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome. Vậy thì hẳn là không chỉ có một con đường có thể đi tới Chiêng Mai không chừng đây là đường tắt cũng nên. Tôi cũng chẳng lấy làm bận tâm, ngắm nghía cảnh núi rừng đêm tối bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như xe đã đi sâu vào vùng núi, xung quanh dày đặc những loài thực vật á nhiệt đới cao lớn. Ánh trăng hòa lẫn bóng lá rợp rạp loang lổ chạy vùn vụt trên cửa kính tán lá rung lên xào xạc theo gió đêm như những cỗ xác đứng trên cành mà trao lắc. Trên những thân dừa thẳng tắp treo lủng lẳng những chùm dừa mà từ chỗ của tôi nhìn lên, trông như những tán dù khổng lồ treo đầy đầu lâu. Vừa bắt đầu tiết mục liên tưởng, tôi đã cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hành khách xung quanh đều đã ngủ say xưa, tiếng ngáy lào khào vang lên khắp xe. Tôi dám lại mép chăn định cố gắng ép mình vào giấc ngủ thì đột nhiên tiếng phanh xe rít lên trói tai quán tính cực mạnh xô so tôi lao về phía trước, chán đập đánh bốp vào thành ghế đau điếng. Toàn bộ mọi hàng khách trên xe để y giật mình choàng tỉnh, tiếng chửi rủa vang lên bằng đủ các loại ngôn ngữ. Tôi ôm đầu, bực bội không thể tả, vừa ngừng mặt lên lại thấy cô nhân viên phục vụ mặt mũi hốt hoảng, hai tay chắp trước ngực đang lầm rầm gì đó. Gã tài xế vắt vẻo điếu thuốc chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi tái sang tái xám nhìn chân chân về phía trước tôi ngồi ở hàng ghế sau không nhìn rõ lắm chỉ loáng thoáng trông thấy hình như có thứ gì đó chặn trước đầu xe tôi dụi mắt thật mạnh rồi nhổm dậy nhìn cho kỹ thì bỗng nhiên tóc gáy rào dài dựng ngược dưới anh trăng trắng toát có hai con người đứng thưởng thưởng giữa đường chiếu về phía chúng tôi ánh nhìn lạnh lẽo những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương một sông nuôi xác ba hai phần lớn hành khách trên xe đều nhìn thấy hai người đó có lẽ cảnh tượng quá mức dung rợn nên đã có người rú lên thất thanh trong xe ngày càng ầm ĩ nhốn nháo tôi thấy cổ họng mình khô khốc cố nhìn kỹ lại lần nữa thì nỗi kinh hoàng càng bành trướng thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng rú của linh hồn thảm sâu trong cơ thể không phải hai con người mà là pho tượng gỗ hình người sống động như thật nếu đây là hai con người bằng xương bằng thịt thì cùng lắm tôi cũng chỉ giật mình một cái chứ không đến nỗi kinh hãi đến thế nhưng sâu tít trong vùng núi chập trùng heo hút, chính giữa con đường núi vắng vẻ ngoằn nghèo, giữa đêm hôm khuya khoát lại gặp hai pho tượng gỗ như thế này thì đó không phải là một sự rùng rợn bình thường. Tôi liên tưởng tới đầy những truyền thuyết ma quái của đất nước Thái Lan mà trong lòng ớn lạnh, chân tay lạnh toát. Chẳng lẽ tôi đã gặp phải cổ chúng? Trong cơn hãi hùng bao phủ, cả xe dần yên ắng trở lại, có đi nghe thấy tiếng những nhịp tim đỡ ô thùm thụp và cả những tiếng thì thảo cầu nguyện. Tôi nhìn khắp lượt mọi người bỗng nhiên choàng tỉnh. Cuối cùng thì tôi đã hiểu cảm giác bất thường lúc mới lên xe là ở đâu ra. Trên xe khách, ngoại trừ tài xế và cô nhân viên phục vụ là người Thái Lan ra thì toàn bộ hàng khách đều là người nước ngoài. Tuy đất nước Thái Lan nổi tiếng nhờ du lịch nhưng nguyên một chiếc xe khách toàn người nước ngoài thì xác suất hẳn là cực kỳ hiếm. Những hành khách khác có lẽ không phát giác ra điều này. Tôi bắt đầu thấp thỏm không yên. Trước khi tới đây tôi đã từng xem một bộ phim ma của Thái Lan nói về một ngôi làng nhỏ ở vùng núi có một thứ thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cổ thuật này mang lậu cho người trong làng một năng lực đặc biệt. Sau khi họ chết đi, thi thể được mang bỏ lại vào trong quan tài nhưng không đem đi chôn mà vứt xuống một cái hố lớn lúc nhúc đủ các loại rắn khác nhau. Hàng ngày, Người ta dưới xuống hố loại mỡ được rút từ người sống để nuôi rắn độc và để cho lũ rắn tự do chui ra chui vào thi thể đủ 49 ngày thì bắt hết rắn độc bỏ vào trong chum lớn dã nát như rồi lấy chính thứ thịt rắn dã nát chết kín những cái lỗ mà rắn đã cắn xé ra trên thi thể sau đó mới bỏ nắp đậy quan tài mang thả xuống sông ngâm chín ngày rồi lại vớt lên. Khi mở nắp quan tài, thi thể đã biến mất, thay vào đó là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tầng tầng lớp lớp thịt nát ra vụn đứa trẻ sơ sinh đó chính là người chết đã được tái sinh nhờ vào cổ thuật hơn nữa còn lưu giữ được toàn bộ ký ức từ kiếp trước bộ phim này không xuất hiện trên tất cả các trang mạng ở trong nước do các trường đoạn quá ư máu me rùng rợn hình ảnh lại quá tả thực đã khiến tôi gặp ác mộng triền miên suốt mấy ngày liền sở dĩ tôi nhớ tới bộ phim này là vì trong phim để tìm được người sống chế luyện mỡ người người trong trong làng sẽ đóng giả làm tài xế chuyên chở những vị khách du lịch ngoại quốc không biết nội tình mang ếm bùa mê hoặc bắt cóc về. Sao tình cảnh lúc này lại giống nhau đến thế? Hơi thở của tôi càng thêm dồn dập, dường như từng thước phim đang lần lượt diễn ra với chính tôi. Tôi doang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, may sao ngoài hai pho tượng gỗ thì không thấy có gì khác thường. Đột nhiên hai mắt tôi đau nhói như thể trong không khí vừa mọc ra hai mũi kim chọc thẳng vào mắt xuyên suốt ra tận sau gáy nước mắt tôi ứa ra ràn rủa trước mắt nhòe nhòe. tôi đã hiểu ra cơn đau đớn từ đâu mà tới hai con người gỗ đang nhìn tôi chằm chằm từ trong mắt người gỗ dọi ra những tia xanh lét rạch thành một vệt sáng thẳng tắp trong đêm tối xuyên qua cửa kính xe và cơ thể các hành khách khác đâm thẳng vào mắt tôi cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi khẳng định đây là tuyệt đối không phải là ảo giác do sợ hãi quá độ tôi nhắm nghiền mắt lại trước mắt vẫn đọng lại hình ảnh rùng rợn về con người gỗ mà tôi vừa liếc thấy, một bộ mặt dài ngoằng ngoãng gần như chiếm đến một phần ba chiều dài cơ thể. Trên thân mình ngắn ngủn quắt queo chạm khắc đủ loại hoa văn kỳ dị, hai tay buông thóng chấm đất, hai chân ngắn chỉ bằng tay trông giống hệt như hai con đười ươi biến dạng Cảm giác nhoi nhói trên mí mắt cho tôi biết chúng vẫn đang tiếp tục nhìn tôi. Tôi muốn giải thoát nhưng tôi nhận ra cơ thể cứng đờ không tài nào nhúc nhích, óc tôi đau buốt như bị một sợi dây thép nung đỏ chọc ngoáy. Tại tôi ù đặc, chỉ nghe thấy tiếng máu dần dật đổ dồn lên não dưới sức ép của con tim sắp sửa bùng nổ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt Chương 1, Sông Nuôi Xác, 4 2. Trong xe bỗng nhiên vụt sáng, có vẻ như tài xế vừa bật đèn. Nhưng ngay sau đó, trước mặt lại tối sầm, hình như có ai đó đứng lên che khuất ánh sáng. Cơn đau trên mí mắt vụt biến mất, thay vào đó là một cơn tê nhức lan khắp mình mẩy do cơ bắp toàn thân buông trùng sau cơn căng thẳng quá độ. Tôi mở choàng mắt, ở hàng ghế trước có một người bước lại, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi rất không thích người lạ ở quá gần nên dịch vào bên trong một quãng. Anh là người Trung Quốc, người vừa ngồi xuống là một anh tây tóc vàng kim rất điển trai, xem ra chỉ tầm tuổi tôi hai con ngươi màu xanh lam nhạt đến mức gần như hòa lẫn vào tròng trắng, cực kỳ nổi bật. Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong bầu không khí thế này, quả thực tôi chẳng muốn nói năng gì hết. May sao tia ánh sáng xanh trong mắt người gỗ đã biến mất. Đó, tôi nhận ra những người khác chẳng ai làm sao cả, ngoại trừ tôi. Rốt cuộc là thế nào? Tôi là Jack, người Canada, tới Thái Lan du học. Tôi rất thích văn hóa phương Đông nên các ngôn ngữ châu Á tôi đều biết một ít. Rách tóc vàng tự giới thiệu về mình rất lưu loát. Vì phép lịch sử, tôi đáp lại, tôi là Khương Nam, mọi người hay gọi tôi là Bí Ngô. Ồ, thật thú vị, mái tóc vàng kim của rách sáng lên quyến rũ dưới ánh trăng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Bố mẹ cậu chắc là uyên bác lắm đây. Câu này đã rạch chúng vết thương đau đớn nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi chưa nhìn thấy bố mẹ bao giờ cả. Ồ, xin lỗi, lời an ủi lịch sự của Jack không thể làm giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng tôi. Ai có thể hiểu được sự ghẻ lạnh mà một đứa trẻ mồ côi phải chịu đựng từ nhỏ cho tới lớn cũng như nỗi buồn tủi trong những buổi họp phụ huynh. Sau mỗi cuộc họp phụ huynh, có đến 90% học sinh bị mắng chửi, nhưng đó lại là ước mơ cháy bỏng của tôi. Có cha mẹ để mắng chửi cũng là một điều hạnh phúc chúng ta đang gặp nguy hiểm, hẳn là rách cố tình truyền chủ đề để lấp liếm sự ngượng ngùng. Tôi chỉ khẽ ừm một tiếng, cũng thấy hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao rách lại tìm tôi để nói về chuyện này. Nhớ lại lúc tôi nhắm mắt, anh ta đã giúp tôi che chắn tia ánh sáng sang dọi ra từ mắt người gỗ, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Hay là anh ta đã biết được gì? Tôi bất giác nhìn vào đôi mắt màu xanh lam nhạt đến gần như ngả trắng của anh ta, xung quanh con ngươi không có gì bất thường. Chắc là không phải đeo kính áp trong. Trước khi mọi việc sáng tỏ, tốt nhất đừng nên xuống xe. Rách cười, cứ như đã biết tôi đang tìm kiếm thứ gì. Tôi lại càng cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của rách rất bí hiểm. Anh chàng tây trẻ măng này có vẻ biết rõ một số việc không nên biết. Hơn nữa, hình như rất hiểu tôi. Nếu cứ xuống thì sao? Tôi liếm đôi môi khô khốc. Rách sầm ngay mặt xuống, trên mặt y toát ra một vẻ lạnh lẽo âm u thì cậu sẽ biến thành xác sống. Tôi dùng mình ớn lạnh, không biết nên đối đáp thế nào đành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, côn trùng dì giả, ánh trắng hát qua kẽ lá. Ngoại trừ hai con người bằng gỗ thì mọi thứ đều rất đỗi bình thường. Hành khách ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh, thúc giục tài xế tiếp tục lên đường. Có vài người còn bàn nhau xuống xe chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm với người gỗ rồi sẽ khiêng chúng sang vệ đường tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe họ nói, đầu nặng trình trịch như đồ trì Gã tài xế nói vài câu tiếng Thái với cô nhân viên, có vẻ vì thấy trên xe toàn người ngoại quốc nên họ thấy rất tự tin là không ai hiểu nên cứ nói oang oang. Tôi nghe thấy họ nhắc đi nhắc lại hai âm tiết, hai âm tiết đó, tôi đã nhiều lần nghe thấy trong các bộ phim Thái có phụ đề có nghĩa là ma cò. Người dân tộc Miêu thường gọi cổ, trùng độc sao, là ma cò tương truyền trùng độc sống ký sinh trên cơ thể phụ nữ, gây hại cho người khác. Những người phụ nữ có trùng độc sống ký sinh bị gọi là bà ma cỏ. Sao, trùng độc hay cổ trùng được tạo ra bằng cách thu gom các loài vật có độc như rắn, rết, bọ cạp, nhện, cốc nhái. Đem cho vào một cái hũ hoặc một cái hố sâu để cho chúng tự cắn giết lẫn nhau. Con vật sống sót duy nhất sẽ trở thành cổ trùng. Người bị cổ trùng sống ký sinh sức khỏe sẽ ngày càng xa sút đến một thời điểm nhất định. Trùng độc sẽ cắn phá cơ thể chui ra ngoài. À, ửm mèo một nguồn tin không rõ thực hư thì người bị cổ trùng ký sinh hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu ta tìm được cổ vương. Cho cổ vương hút máu rồi đập chết lấy máu của cổ vương nấu thuốc rồi cho người bệnh uống. Nhưng mà cổ vương không dễ tìm đâu nha mà làm thì phức tạp lắm. Theo truyền thuyết, phương pháp nuôi cổ thông thường như sau, bắt thật nhiều trùng độc như rắn, Dết, bọ cạp, thằn lằn, cóc nhái bỏ vào trong cùng một cái lọ cho chúng tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Con trùng độc duy nhất sống sót chính là cổ. Cổ có nhiều loại như xà cổ, rắn, khuyển cổ, chó, miêu quỷ cổ, mèo, hạt cổ, bọ cạp, cáp mô cổ, cóc nhái, trùng cổ, sông. Người nuôi cổ có thể yểm cổ thuật khiến đối phương bị bệnh, thậm chí tử vong. Đầu tiên, cổ thuật thịnh hành trong khu vực người miên sau đó không hiểu tại sao lại lưu truyền sang thái lan phát triển mạnh mẽ và trở thành một kỳ thuật bí hiểm nhất ở nước này nhưng vào lúc này tại sao họ lại nhắc đến ma cò đúng lúc tôi đang băn khoăn chiếc xe bỗng lắc lư dữ dội trong xe vọng ra những tiếng lộc cộc trầm đục giống như có thứ gì đó va đập vào thành xe xe trao đảo mỗi lúc một dữ dội trong khi chúng tôi đều nhìn thấy rõ bên ngoài không có bất cứ thứ gì Hành khách vừa mới bình tâm chút ít đã lại kinh hãi trước sự cố bất ngờ. Tiếng gõ đập mỗi lúc một dồn dập, chiếc xe ngả nghiêng đến 45 độ sang hai bên giống như con thuyền nhỏ đang vật lộn với sóng dữ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt bám chặt vào thẳng ghế. Trong cơn hỗn loạn, tôi nhìn thấy rõ gã tài xế bình thản đến lạ lùng. Hắn hét lên vài câu với cô nhân viên phục vụ, cô ta có vẻ không bằng lòng lắc đầu quầy quầy. Gã tài xế tức tối gầm lên mấy tiếng cô nhân viên phục vụ mới miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi kéo mở nắp ngăn đựng đồ ở gần cửa xe lôi ra một cái lồng bên trong có nhốt một con gà trống đen xì. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 1, Sông Nuôi Xác, 5 3. Gã tài xế giật phát lấy cái lồng, mở cửa xe lao vọt ra ngoài, rút từ thắt lưng ra một con dao găm rồi lôi con gà trống ra, tay giữ lấy đầu, phạt một nhát đứt rời cần cổ máu từ cổ phun ra thành vòi, mình gà rơi phịch xuống đất, hai cánh đập phành phạch, hai chân đạp loạn xả, toàn thân co giật dữ dội, máu vẫn bắn ra loang lổ sau đó thì nằm bất động. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, rất nhiều du khách nước ngoài kinh hoàng bưng chặt lấy mắt. Và lúc này, chuyện khó tưởng tượng nhất đã xảy ra. Cái đầu gà trong tay gã tài xế vẫn giao rác ngó nghiêng khắp phía, chốc chốc lại há mỏ kêu lên cục cục thân gà lại đứng dậy, bước từng bước vững trái. Cảnh tượng ma quái đã khiến tất cả du khách bàng hoàng chết lặng, quên cả la hét, đờ đẫn đứng nhìn. Gã tài xế cầm cái đầu gà quệt máu vào mắt hai người gỗ, sau đó lại quệt túi bụi lên xe. Hai tay và mình mẩy gã bê bết máu gà trông rất rùng rợn. Còn cái thân gà không đầu cứ lưỡng thưởng đi vào rừng cây. Chiếc xe từ từ ổn định trở lại, những tiếng lộc cộc cũng từ từ biến mất chỉ còn lại mùi máu tanh lòm sặc sụa trong không khí. Cô nhân viên phục vụ tỏ ra rất kích động, mở cửa xe đi tới trước mặt gã tài xế, chỉ vào chúng tôi trên xe, lại chỉ vào cánh rừng cách đó không xa, hai tay khua khoắng loạn xả. Gã tài xế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt âm u, nhếch miệng cười, nói vài câu gì đó với nhân viên phục vụ. Cô ta có vẻ đã bình tĩnh lại nhưng ánh mắt lại trở nên đờ đẫn giống hệt đám du khách trên xe, cứ đứng ngây ra như khúc gỗ. Bắt đầu tược giây phút đó, rách không nói thêm lời nào nữa, chỉ rít thuốc liên hồi và còn dúi vào tay tôi một điếu. Tôi cũng thuộc dạng nghiện thuốc, nhưng lại chẳng mấy thích thú mùi vị của thuốc lá ngoài. Hơn nữa, thuốc mà rách phả ra lại có một thứ mùi quái lạ rất khó diễn tả, lại đang ở trong hoàn cảnh thế này đúng là chả có hứng thú gì mà hút nên tôi tiên tay cài luôn điếu thuốc lên vành tai. Cô nhân viên phục vụ quay trở lại lên xe, cơ thể ngay đốn dáng đi nặng nề như vịt bầu cô không nói năng gì mà chỉ đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người bắt trước bộ dạng của toàn bộ hành khách rách hạ giọng thì thào vừa nãy tôi cứ ngỡ các du khách do kinh hãi quá mức nên mới trở nên đờ đẫn giờ nghe rách nói vậy tôi mới thấy đúng là rất bất thường dường như tất cả mọi người đều đã mất đi ý thức không kịp nghĩ ngợi nhiều tôi cũng ngồi được ra cố gắng để ánh mắt trở nên đờ đẫn nhưng tim tôi cứ đập thình thịch khiến hơi thở như không theo kịp, mỗi lúc một dồn dập. Cô nhân viên tuôn ra một tràn những âm thanh đều đều dì giả nghe cứ như tụng kinh. Vừa dứt lời, đám hành khách liền đờ đẫn đứng dậy bước xuống xe, dáng đi cứng nhắc giống hệt cô ta. Còn gã tài xế không biết đã biến mất từ lúc nào. Đừng sợ, có tôi đây, Jack cũng đứng dậy, họ bị điều khiển rồi, xuống xe theo họ. Chuyện gì thế, tôi vô cùng kinh hãi, không biết sẽ còn phải đối mặt với những chuyện quái quỷ gì. Giờ chỉ còn có tôi và Jack là tỉnh táo, nỗi căng thẳng khủng khiếp ô đã phá vỡ giới hạn tâm lý của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy thả tôi mất hồn như mấy ôn tây kia cho xong, chỉ ít họ cũng không phải gồng mình lên gánh chịu nỗi kinh hoàng đang bóp nghẹt lấy cơ thể. Đôi lúc, không biết gì còn nhẹ nhõm hơn nhiều so với gì cũng biết. Jack vẫn phì phèo điếu thuốc, đầu thuốc lập lòe trong khói thuốc trờn vờn, không phải màu đỏ thường thấy mà xanh lét âm u. Chúng ta đã gặp cổ xác, gần đây có lẽ có một con sông nuôi xác. Cổ xác, sông nuôi xác, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt Chương 1, sông nuôi xác, 6 3. Đúng là tôi đã đụng độ cổ độc Thái Lan ư. Tôi kinh hoàng quá đỗi nhưng những gì diễn ra trước mắt buộc tôi phải chấp nhận sự thực khủng khiếp này. Cô nhân viên cũng bị gã lái ích kiểm soát rồi rách đi sát sau lưng tôi. Tôi không có thời gian giải thích nhiều nhưng cậu đừng sợ, cứ đi theo họ, tôi phá cổ độc đã rồi sẽ đuổi theo. Tôi đang nhầm tính, xuống xe một cái sẽ chạy ngay, đã biết là chỗ chết mà cứ đâm đầu vào thì có mà điên. Ngoài xe, ánh trăng vằng vặc, bầu không khí trong mát ẩm ướt nơi rừng núi ùa vào trong vồi khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn nếu không phải đang đối đầu với nguy hiểm khó lường thì đây đúng là một nơi nghỉ chân lý tưởng. Bước trên mặt đường ẩm ướt, tôi cũng hơi bình tâm lại, kín đáo đưa mắt quan sát. Tôi thấy cô nhân viên đang dẫn theo đoàn khách bắt đầu tiến vào trong rừng. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy rách vừa lẩn ra sau xe bus. Tôi thầm rủa xả mình ngu đần, rách đã chạy rồi mà tôi còn đứng đây làm gì? Quyết định là thế, tôi ngoắt người toan chạy nhưng phát hiện ra mình không thể chạy được nữa hàng người kia giống như một thỏi nam châm khổng lồ hút chặt lấy tôi khiến tôi không thể nào vùng ra được. Tôi gồng mình kìm bước chân lại, ngả người về phía sau nhưng lực hút vẫn cứ kéo tôi đi khiến tôi loạn choạng. Như thể có một sợi sắt vô hình đã ràng chặt chúng tôi vào nhau, lôi thẳng chúng tôi về phía khu rừng. Tôi gắng gượng ngoảnh đầu lại, giận dữ nhìn về chỗ rách vừa lùi mất, thầm nghĩ, tao có làm ma cũng không tha cho mày lại nghĩ không biết lát nữa sẽ phải đối mặt với chuyện gì, bỗng thấy chấn tĩnh hơn nhiều. Tùy tôi nhát gan nhưng được cái gặp phải nguy hiểm thực sự thì lại trở nên bình tĩnh. Đây chính là ưu điểm của một đứa trẻ mồ côi từ bé. Trước mũi xe không còn nhìn thấy hai người gỗ đâu nữa. Vừa nãy rách nói đi phá cổ độc, hay là không phải anh ta bỏ trốn mà là đang nghĩ cách giải cứu chúng tôi. Nghĩ là vậy, vừa bỗng thấy hơi xấu hổ. Tùy chân tôi vẫn bước đi một cách mất kiểm soát nhưng cơn sợ hãi đã lắng xuống. Tôi âm thầm quan sát xung quanh và bắt đầu nhẩm tính cách thoát thân. Cánh rừng này trông thì không thấy gì là rậm rạp, nhưng bước vào rồi mới thấy cây cỏ mọc rậm gì, bước đi rất khó khăn. Chẳng mấy chốc, chiếc áo thun của tôi đã bị đám cành cây chẳng chịt cào rách vài chỗ, lá khô và sỏi đá chui đầy vào trong giày, đâm vào chân đau nhói. Mỗi người cách nhau khoảng một mét, từ góc độ của tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước mà chủ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, có lẽ sắp đến một con sông. Chẳng lẽ chính là sông nuôi xác mà rách vừa nhắc tới. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng hò hét của gã lái xe vọng lại cách đó không xa, kèm theo tiếng chuông đồng chói gắt. Đám người vô thức kia hình như bước nhanh hơn, tiếng chân bước vang lên dồn dập. Tôi sực nhớ một truyền thuyết ở Tương Tây, Người ta bảo đi đường đêm mà gặp phải đoàn người hàng ngũ chỉnh tề lầm lũi bước đi, kè đi đầu thỉnh thoảng lại hô lớn, tay lắc chuông đồng, nhẹ thì bị ốm nặng vài ngày, nặng thì chết ngay tại chỗ rồi nhập luôn vào hàng ngũ đó. Đây chính là bí mật về nghề dẫn xác tương tây mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích nổi. Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này có khác gì như thế? Chỉ có điều không phải là người chết mà là một hàng người sống đã mất đi ý thức tôi hoang mang không biết phải làm gì bây giờ chẳng lẽ cứ phải tiếp tục giả vờ ngây ngô để nuôi hy vọng được rách quay lại cứu nhưng tôi đâu biết phải làm gì đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai tôi qua lớp áo thun tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một bàn tay ấy lạnh buốt dính nhớp ướt rượt toàn thân tôi lập tức cứng đờ nhưng ngay lúc đó tôi phát giác ra cơ thể đã thoát khỏi sự kiểm soát của lực hút kỳ quái kia nhìn vào cái bóng in dưới đất tôi thấy một cảnh tượng quái đản có một người đứng sừng sững ở sau lưng tôi thân hình dày rộng đến lạ thường trên vai nhô lên những ba cái đầu bàn tay vừa vươn về phía tôi hai cái đầu đột nhiên rụng đánh bịch xuống đất những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương một sông nuôi xác 7 bốn im tôi đây là giọng rách mớ thần kinh căng cứng của tôi lập tức buông trùng hai đầu gối mềm nhũn sụp xuống hai tay tôi run rẩy trống lên mặt đất, cơ thể trống rỗng, quần áo sũng mồ hôi lạnh. Im lặng, Jack nhìn chằm chằm vào cánh rừng tối tăm trước mặt, họ đã bị oan hồn trong sông nuôi xác nhập vào người, nếu làm họ giật mình, họ sẽ hóa điên. Sông, sông nuôi xác, nỗi kinh hoàng khiến đầu óc tôi bùng nhùng. Jack quệt đại hai tay vào quần, để lại hai vệt đỏ máu, không có thời gian giải thích, giúp tôi một tay đã. Sự xuất hiện của Jack tuy có giúp tôi vững dạ hơn ít nhiều nhưng tôi vẫn hơi cảnh giác đối với anh ta. Jack nhìn thả vào mắt tôi, tuy cậu đeo kính áo tròng nhưng tôi biết rõ màu mắt vốn có của cậu. Màu mắt này sẽ giúp cậu nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy. Tôi đã gặp một người như thế cách đây nhiều năm. Tôi như bị điện giật, sao Jack lại biết? Cậu đến nước Thái, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hay may mắn. Tùy Tô không biết nguyên nhân thực sự nhưng cuộc đời cậu sẽ phải rẽ ngoặt. Rách thở dài, không ai thay đổi được vận mệnh, có lẽ cậu chính là người mà chúng tôi đang đợi. Tôi không thể tiêu hóa nổi mấy câu không đầu không cuối của anh ta nhưng thật sự lần này đến Thái Lan đi du học, đúng là có nhiều chỗ bất thường. Tôi và Nguyệt Bính, thằng bạn đáng lẽ cùng tới Thái Lan với tôi, ăn cơm tại một quán cốc, nhân tiện trả giúp tiền rượu cho một ông lao công quét rác say khướt ông ta đã không cảm ơn chúng tôi thì chớ, còn khăng khăng bắt chúng tôi bái sư. Chắc ông ta xem nhiều phim cổ trang quá nên điên khùng mất rồi. Đương nhiên là chúng tôi mặc kệ ông ta, kết quả là ngay hôm sau, chúng tôi nhận được giấy thông báo sang tháo đi du học theo chương trình trao đổi sinh viên. Sông nuôi sắc âm khí mạnh quá, lát nữa cậu cứ theo sát tôi và làm y theo lời tôi nói. Rách vén lại mái tóc vàng kim óng mượt rút từ ba lô ra hai sợi dây màu đỏ buộc một sợi vào cổ tay trái sợi còn lại đưa cho tôi và ra hiệu cho tôi làm theo anh là ai tôi cầm sợi dây hỏi một câu lãng nhách rách không trả lời lại lôi hộp thuốc lá trong túi ra ném cho tôi một điếu lúc nào cần nói tôi sẽ nói nhai đi nó làm bằng ngài xua được tà ma vừa rồi bảo cậu hút cậu lại không hút Tôi bỗng cảm thấy anh chàng ngoại quốc tóc vàng đẹp trai kia thật chẳng có tí gì giống người ngoại quốc cả. Anh là người Canada thật à? Jack cười, để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, sẽ nói với cậu sau. Tôi còn đang ngây ra, Jack đã giúp tôi buộc xong sợi dây đỏ lên cổ tay rồi nhét điếu thuốc vào miệng tôi, mau lên, không kịp bây giờ. Cái mùi đặc biệt của ngải cứu sộp lên mũi tôi cay xè nhưng đúng là tỉnh táo hơn thật rách lại lôi ra từ trong ba lô vài cái đinh gỗ cắn chặt trong miệng rồi cầm một cái cắm thẳng vào thứ vừa rơi xuống đất hóa ra hai cái đầu vừa rơi xuống khỏi vai anh ta chính là hai bức tượng gỗ lúc vỗ vai tôi anh ta còn cõng theo hai pho tượng thảo nào cái bóng lại to đến thế cái đinh gỗ đào xuyên thẳng vào mắt hai pho tượng máu gà dính trên đó đã được lau sạch rách đập thẳng lòng bàn tay vào cái đinh đóng nó vào mắt tượng tôi chỉ nhìn mà cũng thấy lòng bàn tay mình đau nhói. Anh ta hẳn là có một bàn tay thép. Sau bốn cái đập, bốn cái đinh đã cắm sâu vào bốn con mắt tượng. Tôi lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gào rú thảm thiết từ bên trong thân tượng vọng ra. Từ nhãn cầu gỗ dì ra dòng máu tươi đặc quánh, vài tia khói xám nhàn nhạt, nhạt chui ra khỏi lỗ mũi tượng. Tôi dùng mình ớn lạnh, người ngợm cứ như bị nhồi băng run lên cầm cập. Ngay sau đó, có một sức hút dữ dội lôi phát tôi về phía pho tượng. Sợi dây đỏ trên cổ tay tôi bỗng sáng rực lên như sợi thép nung, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm, từ từ thít chặt vào da thịt tôi nóng rẫy như thể muốn nướng chín cổ tay tôi. Rách quỳ dưới đất, một tay nắm chặt lấy bên tay buộc dây đỏ, mặt trắng bệch, chắc cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn giống như tôi. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa trong những kích thích đầy đau đớn bởi hai luồng nóng lạnh cực đoan, đầu óc tôi dần trở nên mụ mị. Sợi dây đỏ đã ngập sâu vào da thịt, bàn tay tôi thâm tái do máu huyết không được lưu thông, vết đứt chìm nhìm trong máu tươi. Chính vào lúc này, cơn giá lạnh trong cơ thể bỗng đổ dồn về phía cổ tay cứ như xăm xe bị thùng, hơi lạnh giá phun phì phì ra ngoài qua chỗ vết thương. Cho tới khi cơn lạnh bớt được đầy hết ra ngoài cơ thể, sợi dây đỏ mới chịu buông lòng. Tôi há miệng thờ hồn hền, rách cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Anh ta nở một nụ cười áy náy, xin lỗi, không ngờ hai luồng âm khí này lại lớn đến thế, một mình tôi đỡ không nổi. May mà có sợi dây đỏ kết từ dây đèn trước bàn thờ Phật tổ, không thì chẳng biết sẽ thế nào. Tôi thầm nghĩ một chốc mới bừng hiểu ra, tôi đã bị lừa, tôi bị anh ta lợi dụng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt Chương 1, Sông Nuôi Xác, 8 5. Jack biết rõ một mình anh ta không thể chống đỡ nổi hai luồng âm khí trong tượng gỗ nên cần tìm một người cùng gánh đỡ. Và anh ta chọn tôi, một thằng đần chả hiểu mô tê gì. Trong thư viện trường, tôi từng bới được vài trang xác nát viết về những chuyện hoang đường quái đản, hình như có đoạn viết là Ngài cứu xua trùng hàn, tránh độc vật nhưng nếu dùng ở nơi nhiều âm khí sẽ hút âm khi nhập vào mình. Vừa rồi, Jack đã tranh thủ lúc tôi sợ hãi để nhét ngài cứu vào miệng tôi. Chẳng phải để tránh tà gì hết mà là để dụ âm khí ra khỏi bức tượng nhậu ô vào người tôi gánh đỡ cho anh ta một nửa. Nếu vừa rồi tôi không đỡ nổi, chắc giờ đã thành cái xác mất rồi. Đâu phải anh ta muốn giúp tôi mà chỉ dùng tôi làm môi như. Hiểu ra rồi, tôi vô cùng bực bội. Thế nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, thì anh ta lại đã cứu sống tôi. Dù là vậy, tôi cũng không thể chấp nhận cái cung cách này. Có lẽ Thách không ngờ rằng đã bị tôi nhìn thấu tim đen, cười tâu tuét giải thích, dân thái theo Phật giáo, tin rằng người ta có linh hồn, còn nước sông là thứ trong sạch nhất nên thường mai táng người chết dưới sông. Lâu dần, lòng sông tích tụ rất nhiều oan hồn, biến thành nơi ký tưởng để bọn thuật sĩ nuôi xác, luyện cổ. Chỗ nuôi xác thế này âm khí cực nặng, đến thuật sĩ cũng không dám lại gần nên đã dùng cổ thuật điều khiển người sống tự bước vào đó sau khi oan hồn hút no dương khí sẽ bỏ lại những cỗ xác không có linh hồn thuật sĩ sẽ dùng họ để chế tạo mỡ xác và nuôi cổ trùng nếu tôi đoán không nhầm thì gã lái xe là người điều khiển cổ lúc vừa nhìn thấy hai bức tượng tôi đã thấy nghi nghi đến khi thấy hắn dùng máu gà để yểm huyết cổ tôi mới nhận ra tôi mường tượng đến một dòng sông nước chảy lờ đờ lệnh bệnh xác trương, cá súng xít bơi theo gì mà chỉ muốn nôn nòe, lại càng thấy ghét rách hơn, sao lúc trên xe anh không nói với tôi? Sao không ngăn họ lại? Rách rút cây đình gỗ đào ra khỏi mắt người gỗ, cất lại vào ba lô, giọng tưng từng, năng lực của tôi chưa đủ để lập tức phá giải huyết cổ, phải đợi đến khu họ đi cả rồi. Sức mạnh của cổ suy yếu mới ra tay được Tôi nghe mà điên ruột Quát ầm lên nhưng sau đó anh phát hiện ra anh không chống đỡ nổi âm khí trong tượng gỗ. Anh mới lôi tôi lại làm lá chắn cho anh. Lỡ tôi không đỡ nổi âm khí thì sao? Anh coi như chỉ thí thêm một mảng cũng chẳng ảnh hưởng gì phải không? Thế thì anh có khác gì lũ thuật sĩ? Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Nhưng chẳng buồn đợi rách kịp giải thích. Tôi đã không thể nén nổi cơn giận dữ, táng luôn một đấm vào giữa mặt an ta. Jack không ngờ tôi lại ra đòn thình lình như vậy, hoàn toàn không có chút đề phòng, khuôn mặt đẹo trai hứng trọn cu đấn của tôi. Anh ta ngã ngừa, cảm giác hà giả khiến cơn bực bội của tôi cũng nguôi đi chút ít. Cậu phải tin tôi, Jack ngồi dậy, quệt dòng máu mũi, không tức giận cũng chẳng đánh trả mà còn nói rất chân thành. Điều này khiến tôi hết sức bất ngờ và bắt đầu thấy hối hận, hình như tôi nặng tay quá cậu xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên giọng rách nghèn nghẹt có vẻ như đó là hậu quả từ cú đấm không hề nhẹ của tôi ở nước thái có một truyền thuyết đã lưu truyền cả ngàn năm gia tộc của tôi vẫn căn cứ vào truyền thuyết đó để tìm kiếm một người từ đời này qua đời khác chỉ có tuy tôi thấy hơi áy náy vì cú đấm nóng này của mình khi nãy nhưng vẫn chẳng muốn tin những gì anh ta nói rách còn chưa nói hết câu đột nhiên trao mày nghiêng tay nghe ngóng đêm khuya tĩnh mịch không biết ghi ô lạnh đã nổi lên từ lúc nào lá cây đung đưa dưới ánh trăng như tiếng khóc hờ, lại như tiếng nghỉ non ai oán rách biến ngay sắc mặt vùng chạy về phía rừng sâu không kịp giải thích nữa rồi cậu có tin hay không cứ theo tôi khắc biết trần trừ nữa là toi đấy tôi hoàn toàn không muốn đi theo anh ta nhưng một mình ở lại cánh rừng nặng nề âm khí thế này kể cũng ghê đành nghiến răng chạy đuổi theo những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 1, Sông Nuôi Xác, 9 6. Rách chạy không nhanh, chỉ vài bước tôi đã đuổi kịp Chạy khoảng 2, chục mét thấy cây cối thưa dần Phía trước có bóng người nhấp nhô, có một vệt gì sáng trưng chắc là dòng sông Có người đứng bên bờ sông, hai tay giờ lên trời đang đọc to gì đó Khéo đầy đúng là sông nuôi xác cũng nên Tìm tôi nảy lên vài cái, mồ hôi dịn đầy tay. Tôi nín thở, bước chậm lại theo rách rồi khom lưng gión rén ngồi thụp xuống lùm cỏ. Rách đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng, chợt nhìn thấy khúc gỗ trên tay tôi. Anh ta hốt hoảng, cậu cầm cái này theo làm gì thế? Tôi nhìn xuống tay mình, vừa nãy trong lúc hoảng loạn, chẳng hiểu tôi đã quơ lấy nó từ lúc nào. Xít, rách rằng lấy thanh gỗ từ trong tay tôi, cắn rách ngón giữa vẽ ra vài ký hiệu loằng ngoằng lên trên thanh gỗ rồi thẳng tay ném đi. Nếu không phải anh ta vừa buột ra một chữ Tây, chỉ nhìn vào động tác thì tôi cứ ngỡ anh ta là truyền nhân của đạo sĩ Mao Sơn sao thứ thiệt. Sao, Mao Sơn được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất khưu tà trừ ma, pháp thần thông quản đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp. Mao Sơn phái có các đời tông sư rất nổi tiếng, qua nhiều thời, sáng tạo ra những pháp thuật xuất chúng, có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo Trung Hoa. Nếu bạn còn tò mò thì lên mạng tìm thêm nhá. Đây là gỗ hòe, dễ gọi ma nhất. Rách đút ngón tay vào miệng mút, cầm nó trong tay là lợn ô ra một hệ thống định vị GPS cho oan hồn đấy, biết chưa? Cách giải thích Kiều Huyền học với khoa học này làm tôi giờ khóc giờ cười. Anh là người ngoại quốc, sao hiểu những điều này thế? Hú u u rách còn chưa kịp trả lời đám người bên bờ sông đột nhiên cùng chu lên như thú tôi nhìn về phía đó thấy tất cả đã nằm phủ phục dưới đất nhìn từ sau lưng không biết họ đang làm gì nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra ánh mắt đờ đẫn voi hồn của họ cơ thể họ lắc lư sang hai bên rất nhịp nhàng trong miệng chốc chốc lại phát ra những tiếng hừ hừ giống như đang tham gia một nghi thức tâu tầm tà giáo sao sao tô tầm giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người như thị tộc bộ lạc có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật thường được gọi là vật thể tinh thần hay tô tầm tô tầm tô tầm hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ cái này có xuất hiện trong hoạt hình tom jerry tai với cả anime bảy chàng trai một cô gái Trước mặt họ có hai người đang đứng, nhìn vào dáng người, chính là gã tài xế và cô nhân viên phục vụ. Gã tài xế hai tay giơ cao, không ngừng làm nhảm những âm tiết kỳ quái. Cô nhân viên đứng bất động bên cạnh như pho tượng gỗ. Mặt sông tĩnh lặng đang từ từ biến đổi giống như dưới đáy sông có một lì lửa khổng lồ đang đun sôi dòng nước. Mặt sông bắt đầu sủi bọt lục bục, bắn lên những giọt nước li ti. Bọt nước mỗi lúc một dày đặc, Mặt sông trào lên từng đợt sóng giống như có thứ gì đó sắp sửa nhô lên khỏi mặt nước. Dưới ánh trăng, tôi lờ lờ trông thấy hình như có con sóng màu đen. Gã tài xế vẫy tay về phía cô nhân viên, cô ta cứng nhắc bước tới trước mặt gã. Ngay sau đó là một cảnh tượng thô bạo hãi hùng, gã tài xế xé toạc quần áo của cô rồi thọc sâu bàn tay vào trong vùng ngực trần trụi của cô. Cô gái cứ như không hề biết đau, vẫn đứng ngây tại chỗ. Gã tài xế giật mạnh tay về lô ra thứ gì đó đập phập phồng trên tay. Chính là một quả tim, trên ngực cô nhân viên, da thịt vẫn hoàn toàn nguyên vẹn không có lấy một vết xước. Tôi gần như chết mất trước cảnh tượng vừa rồi, lắp bắp không ra hơi, nha. Rách, yeah. làm, làm gì đây? Không có tiếng đáp, tôi ngoảnh nhìn, rách đã biến mất. Tôi hớt hải nhìn quanh, thấy trong lùm cỏ bên phải đám người có một cái bóng đang lom khom tiến lại. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 1, Sông Nuôi Xác 10 6 Tôi thở sâu vài nhịp, cố gắng thả lỏng người rồi khẽ khàng di chuyển định tiến lại gần đám đông. Tuy tôi không biết mình có thể làm được gì nhưng tôi thực sự không muốn dương mắt đứng nhìn những người kia trở thành vật hy sinh cho tà thuật. Tôi có ngờ đâu, hành động anh hùng quả cảm của tôi lại gây ra một hậu quả không thể cứu vãn. Gia kỳ di đã phát hiện ra hành động của tôi vội vàng xua tay ra hiệu cho tôi dừng lại tôi đang định thu chân về thì nào ngờ trong lúc luống cuống chân tôi vấp phải một cành cây đâm ngang tôi ngã bổ chừng gã tài xế hai tay nâng cao quả tim vẫn đập phập phồng quay ra phía mặt sông sôi sục tụng niệm liên hồi từ dưới lòng sông đã lờ mờ trông thấy vài thứ tròn tròn nổi lên đúng lúc này bỗng nghe tôi ngã đánh ngủ ích gã khượng lại quay ngoắt đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đám người ngoại quốc cũng nhúc nhắc cơ thể cứng đờ nhìn theo gã chốc lát tất cả mọi ánh mắt đã đổ dồn vào tôi gã tài xế bật ra vài âm tiết đơn giản đám hành khách lập tức rũ bỏ hết dáng vẻ thật sự của con người vừa bò vừa nhảy tưng tưng về phía tôi tôi nhìn thấy danh giành vẻ hung dữ và tàn bạo dọi ra từ trong mắt họ giống hệt như của loài linh cầu sa mạc lại đây rách nhảy ra khỏi lùm cỏ hét lên với đám người đám người khựng lại một chốc rồi quay người lao đầu về phía rách. Ngăn hắn lại, rách quay người chạy vọt vào rừng dụ đám người chạy theo. Vừa nhìn thấy rách, gã tài xế biến ngay sắc mặt, vội dơ quả tim lên niệm thần chú liên thoáng. Những thứ tròn tròn kia nhanh chóng nhô lên khỏi mặt nước. Đó là một bầy người lõa thể, mà không, phải nói là thi thể mới đúng. Trong hốc mắt trông giống của họ đọng đầy bùn đen nhão nhoét trên thân thể giữa nát bám đầy rong rêu nâu xỉn, mỗi bước đi lại nghe tiếng thịt giữa rơi bòm bọp ngả nghiêng tiến về phía bờ sông. Chốt can đảm khi khăn lắm mới lấy lậu được bỗng chốc tiêu biến mất sạch. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, xiết đến đau tức. Vừa nãy, rách bảo tôi ngăn gã lại nhưng tôi biết ngăn thế nào đây. Tôi hoảng loạn tột cùng, nhưng gã tài xế lại chẳng hề để mắt đến tôi, bàn tay gã thình lình bóp mạnh bụp một tiếng, máu thịt vọt ra qua kẽ tay gã. Cô nhân viên gã vật xuống đất, co giật dữ rồi. Đội quân xác chết từ từ tiến lại vây kín mít xung quanh. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ, tiếng nhai nghiến, tiếng xương vỡ, hỗn độn với nhau nghe vô cùng ghê rợn. Tôi đã không còn một mảy may can đảm để làm bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn bỏ chạy tháo thân nhưng hai chân cứ díu vào nhau, không thể ngấc lên nổi, tựa như đã tụt xuống đầm lầy gã tàu xế lạnh lùng nhìn tôi từ trong mắt gã tôi đã đọc ra thông điệp tôi là một cái xác là thức ăn nuôi xác dưới sông đám thi thể vừa từ dưới sông lên đã lừ lừ đứng dậy khắp người máu me nham nhờ lờ đờ tiến về phía tôi tôi chìm trong nỗi kinh hoàng chưa từng có trong đời không thể bật ra nổi một tiếng kêu hoàn toàn mất đi ý thức toàn thân bùn dùn chỉ biết trợn chừng hai mắt nhìn cái chết đang đứng lại gần những miền linh dị thái lan Dương Hành Triệt. Chương 1: Sông nuôi xác, 11. 7. Chạy mau, tôi nghe thấy tiếng hét của Jack rồi mái tóc vàng kim quen thuộc ló ra khỏi bụi rậm, kéo lẳng nhắng theo sau vẫn là những con người vô hồn kia. Tôi choàng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng tột độ, Jack đã liều mạng quay trở lại cứu tôi. Cơn xúc động đã khiến tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và lập tức nhận ra hình như có điểm gì đó bất thường. Vội nhìn lại lần nữa tôi mới phát hiện ra đám đông kia hình như không phải đang đuổi theo rách mà giống như đang chạy theo sau rách, trông họ cứ như là người cùng một đội. Lusaka, rách chỉ vào đám xác sống, hét lớn với họ, đám đông lập tức hú lên vang động, lao về phía đám xác sống. Xác chết thì sao có thể linh hoạt bằng người, loáng cây chúng đã bị xô ngã, đám người điên cuồng xé rốt những thịt da giữa nát trên mình xác sống xác chết thì đâu biết đau đớn mà cứ mặc cho họ rằng xé đưa những móng tay xương sầu cào rạch túi bụi vào thân thể những con người vô hồn. Cảnh tượng trước mặt tôi hệt như một chiến trường địa ngục. Rách cắn rách ngón giữa, hối hả vẽ ra liên tiếp những vòng tròn tỏa ánh đỏ chói trang, mái tóc vàng kim thốc ngược lên đầu dù không có gió, đôi mắt cũng phát sáng đỏ lòe như hai ngọn đèn lồng. Tôi lại một phen bàng hoàng kinh hãi, rách có đôi con ngươi giống hệt tôi chỉ khác là con ngươi của tôi chỉ mang màu đỏ đơn thuần trong khi con ngươi của rách lại tỏa ra những tia sáng chói lòa. Bộ mặt gã tài xế co giật rùng rùng, trông lại càng thêm dữ tợn. Gã lùi lại, dù lũ xác sống đứng chặn trước mặt mình. Rách vung tay múa may lao về phía gã, những vòng tròn do máu vẽ thành sáng lên chói lọi trông như một lưỡi dao găm vung tới đâu lũ xác sống tan tành tới đó. Không một kẻ nào ngăn cản được rách. Lúc này, gã tài xế mới bắt đầu hốt hoảng vội vung tay xé toạc áo mình để lộ mớ cơ bắp cuồn cuộn và đủ loại hình xăm kỳ dị trên cơ thể rách lúc này chẳng khác gì một ma thần lưu lạc vào địa ngục phăm phăm lai qua lũ xác sống loáng tay đã tới trước mặt gã tổ xế gã còn chưa kịp phản ứng cánh tay hào quang đã chọc sâu vào trong ngực gã đột nhiên tất cả đều lặng phắc tôi như một khán giả đang theo dõi bộ phim kinh dị ngồi bệt trên đất bùn nhão nhoét, miệng hồn hển, tim đập loạn, chân run rẩy, trông chờ một kết thúc mỹ mãn. Nhưng tiếng côn trùng râm ran và mùi máu tang lợm đã nhắc nhở tôi tất cả đều là sự thực. Rách nhếch một nét cười ngạo nghễ, nói với gã tài xế vài câu tiếng Thái tôi nghe không hiểu. Gã tài xế cúi đầu, nhìn chân chối vào cánh tay đang thọc sâu trong lồng ngực rồi lại ngần lên nhìn rách, từ khóe miệng dì ra một dòng máu tươi. Sau đó, gã nở một nụ cười quỷ quyệt. Nụ cười ấy, có thương hại, có diễu cợt và châm biếm. Rách dường như đã phát giác ra điều gì đó, vội vã rút tay về. Thế nhưng lồng ngực của gã tài xế như đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, từ từ hút lấy cánh tay của rách ngập lún vào trong cơ thể. Rách đưa bàn tay còn lại ấn vào vai gã tài xế, hai chân tỉ chắc xuống đất, cố gắng rút tay kia ra nhưng bàn tay còn lại của rách cũng lún sâu vào trong cơ thể gã hai người giống như một ngọn nến nóng chảy vừa chạm vào là tụt vào trong khương nam hai tay của rách đã hoàn toàn chìm nghỉm trong cơ thể của gã tài xế rách quay mặt về phía tôi hét toáng lên tôi mắc lừa rồi đây là cái bẫy hắn dành cho hai chúng ta mục đích của họ là hai chúng ta cậu đừng có lại gần đây chạy mau chị tôi đã tìm thấy cậu bảo tôi hộ tống cậu tới chiêng mai cậu rất quan trọng với bộ tộc của tôi. Cậu tới Thái để, để. Nói tới đây, khuôn mặt của rách cũng đã tan vào trong cơ thể gà tài xế. Chỉ còn lại phần cơ thể vẫn đang ra sức dẫy ruộng ở bên ngoài. Rồi khuôn mặt anh ta lại rằng ra được kéo theo mấy sợi máu thịt bê bết. Tươi cười nói với tôi, xin lỗi, không thể đưa cậu tới chiêng mai. ọc một tiếng, toàn bộ cơ thể rách bị hút tọt vào trong cơ thể gã tài xế, biến mất hoàn toàn. Tôi kinh hãi tột đổ, thở không ra hơi. Chẳng nhẽ, rách đã chết thật rồi ư. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 1, Sông Nuôi Xác, 12. 7. Gã tài xế vươn dài cái cổ, thở hắt ra một hơi. Cơ thể bỗng phát sáng đỏ lòe cao lớn hơn rất nhiều so với vừa nãy khiến dây thắt lưng căng đến đứt phượt. Hai tay tôi nắm chặt vào mớ cỏ dại dưới đất, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng chẳng còn biết đến đau đớn tôi vội vã nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó để sống mái với gã tài xế mặc kệ tôi có phải là đối thủ của gã hay không tôi cũng nhất quyết không để gã hút tôi vào nhưng thật kỳ lạ gã tài xế chẳng hề đếm xỉa tới tôi mà đi thẳng tới chỗ cô nhân viên vừa ngã xuống cẩn thận nhặt lấy từng chiếc xương nhét vào trong người tôi bẻ lấy một cành cây lớn dẫm lên đám xác sống lao lại gần gã nhằm thẳng đầu gã mà đập xuống. Khúc gỗ nện xuống đầu gã giống như nện trung khối bột mì, lõm sâu vào trong. Tôi gắng sức rút ra nhưng khúc gỗ chẳng hề nhúc nhích. Gã tài xế ghé phẩy tay về phía tôi, một luồng sức mạnh cực lớn xô tôi ngã ngừa. Trong lòng tôi tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha ha, gã tài xế bỗng phá lên cười điên loạn. Tiếng cười quái dị vô cùng giống như có vài người đang cười cùng một lúc. Thậm chí tôi còn nghe thấy cả giọng của rách sau đó gã bắt đầu lên tiếng nói, sắc mặt lúc thì hung tợn, lúc thì lạnh tanh, lúc thì diễu cợt, lúc lại căm giận, ngữ điệu mỗi lúc một khác. Nghe kỹ thì hình như là có ba người đang cùng nói một thứ tiếng mà tôi hoàn toàn mù tịt. Ngoại hình của gã cũng liên tục thay đổi, lúc cao lúc thấp, mái tóc cũng liên tục biến đổi từ màu vàng, nâu, khuôn mặt cũng thoát tròn thoát tóp. Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên một lần nữa, gã đã biến thành rách rách đã chiến thắng được gã tài xế từ trong cơ thể gã và đã thoát được ra ngoài rách tôi bột miệng kêu lên đầy xúc động nhưng vừa dứt lời tôi cũng lập tức nhận ra người trước mặt không phải là rách trong mắt gã hoàn toàn không thấy nét cười thân thiện và nồng nhiệt mà hừng hực vẻ tàn nhẫn và tham lam rách liếm môi vận động tay chân có vẻ như rất hài lòng với cơ thể mới của mình ánh mắt lạnh lùng chiếu vào tôi Tôi đã cảm nhận được dấu hiệu tử vong nhưng trong lòng lại điềm tĩnh lạ thường. Có lẽ vừa trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp nên thần kinh tôi đã tê liệt mất rồi. Trước cái chết cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Đúng vào lúc này, luồng sáng đỏ quen thuộc kia lại dọi ra từ trong cơ thể rách, hóa thành từng tia mảnh dài như sợi chỉ, quét qua thi thể tả tơi của bọn sắc sống phát ra những tiếng lèo xèo như nướng thịt. Khi tia sáng đỏ lướt qua người tôi, tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó trong cơ thể tôi đã bị đánh thức. Cảm giác đó rất đổi lạ lùng nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận thấy cơ thể mình đang có sự biến hóa ở đâu đó. Rách đau đớn gầm lên, hai tay thọc sâu vào trong mớ tóc vàng kim vò xé, giằng giật, Khương Nam, tôi sẽ giúp cậu lần cuối cùng. Là giọng nói của rách. Vừa dứt lời, bỗng thấy những tia sáng đỏ vòng trở lại, tụ quang người rách thành một vầng hào quang đỏ trói vùn vụt lan rộng. Phụt một tiếng, một luồng khí cực mạnh hất tôi văng ra xa. Gáy tôi không biết đập vào thứ gì, chỉ thấy trời đất trao đảo. Hình ảnh cuối cùng động lại trong thị giác hình như là rách bị nổ toạc áo quần, trần trụi nằm sóng xoài dưới đất. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương một, Sông Nuôi Xác, 13 8. Sau gáy đau nhức như búa bổ, tôi gắng gượng mở mắt ra, thấy có thứ gì trăng trắng lắc lư qua lại trước mắt. Cơn chóng mặt khủng khiếp khiến dạ dày quặn lên dữ dội, tôi nôn thốc nôn tháo. Trong những âm thanh hỗn loạn đầy hoảng sợ, tôi cảm thấy một cơn lạnh buốt trên cánh tay, toàn thân bỗng dưng thả lỏng khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi không còn thấy đau ở sau gáy, chỉ thấy khắp người cứng đờ tê dại. Cổ họng tôi khô cháy như lửa thiêu, xương cốt tứ chi đau nhức nhối như bị kim châm một cô y tá đeo khẩu trang ấn vai tôi xuống ra hiệu cho tôi nằm im rồi lấy que bông thấm nước lau trên môi tôi cô y tá nói với tôi vài câu tôi không hiểu nhưng qua ngữ điệu của cô tôi đoán rằng tôi đang ở một bệnh viện nào đó trên nước thái cảm giác mát dịu của nước khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều nhìn thấy mình toàn thân băng bó trắng toát và đầu kim truyền nước trên mờ u bàn tay tôi cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở trong bệnh viện nhưng đầu tôi đau nhức nhối chẳng thể nhớ nổi chuyện gì chỉ còn chút ấn tượng về chuyến bay đến thái lan kế hoạch du học còn những ký ức khác hoàn toàn trống rỗng tôi đã tới thái lan rồi ư sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy nghĩ tới đây tôi bốc hoảng hốt ngồi bật dậy tay chân khô khoáng loạn xả ngoài cửa chợt vọng lại tiếng bước chân rồn rập vài người mặc trang phục cảnh sát bước vào một cảnh sát vóc người tầm thước nước da ngăm đen nói với tôi xin hãy bình tĩnh tôi tôi làm sao thế tôi cố gắng hết sức để nhớ lại nhưng càng cố thì đầu óc lại càng đau buốt trên đường tới chiêng mai chuyến xe khách anh đi gặp phải tai nạn đâm vào vách núi cả xe bốc cháy toàn bộ hành khách chỉ mình anh sống sót theo phán đoán chỗ ngồi của anh là điểm chịu va đập mạnh nhất nên vào lúc tai nạn xảy ra anh đã bị hất văng ra khỏi xe đúng là trong cái rủi có cái may viên cảnh sát nói tiếng hán kha lưu loát khiến tôi phải bất ngờ anh có thể kể cho chúng tôi biết sự việc lúc đó diễn ra như thế nào không tôi bị hấy văng ra khỏi xe chẳng nhẽ cú va đập đã khiến tôi mất đi trí nhớ tôi hoang mang nhìn nhân viên cảnh sát lắc đầu thực sự là tôi không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra viên cảnh sát lộ rõ vẻ thất vọng bác sĩ nói vùng gáy của anh bị va đập rất mạnh có khả năng gây mất trí nhớ có lẽ tạm thời hoặc cũng có lẽ là vĩnh viễn. Vậy bây giờ anh có thể nhớ được những gì? Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói với viên cảnh sát rằng tôi chẳng nhớ gì về vụ tai nạn cả. Thậm chí còn không nhớ tôi đã tới Thái Lan từ lúc nào. Lại có một bác sĩ bước vào phòng, cầm đèn pin vạch mí mắt của tôi lên soi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra bí mật trong đôi mắt liền vội vã né tránh nhưng đã bị cảnh sát và y tá giữ chặt nhưng hình như ông bác sĩ không phát hiện ra con ngươi màu đỏ của tôi ông cất đèn pin đi nói vài câu tiếng thái với người cảnh sát hai người trao đổi gì đó với nhau chốc chốc lại liếc nhìn tôi tôi nổi ra gà trước ánh nhìn của họ vô thức liếc vào ô cửa sổ hình bóng cầu tôi phản chiếu rõ mồn một trên mặt kính màu cánh rán tôi phát hiện ra con ngươi màu đỏ của tôi đã biến mất mà thay vào đó là màu đen như bao người bình thường khác ở mép giường còn có một tờ báo, mèo giấy sạm dầu, chắc là đã bị dở xem rất nhiều lần. Tôi không hiểu chữ Thái nhưng bức ảnh trên mặt báo trông rất quen, trên con đường nhỏ chạy vắt qua cánh rừng là một xác xe đâm vào vách núi. Đầu xe móp một mảng lớn, dưới đất đầy những vết cháy xém và rất nhiều khối đen đen giống như xác cháy. Tôi cứ có cảm giác rằng tấm ảnh này còn thiếu thứ gì đó, có lẽ là thiếu một người nào đó nhưng tôi không tài nào nhớ nổi còn việc vì sao tôi lại nhớ được những việc này sau khi mất trí đó lại là chuyện về sau phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn